Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội bước vào phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Trong đó có kết hợp thảo luận cùng báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phiên họp được truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên thảo luận. Phát biểu thảo luận tại hội trường, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Sự điều hành của chính phủ vừa toàn diện vừa có trọng tâm, kịp thời phát hiện các vấn đề quan trọng về đối nội, đối ngoại, các lĩnh vực kinh tế xã hội, do đó giữ được sự ổn định và phát triển của đất nước. Niềm tin và tâm thế xã hội có những chuyển biến theo hướng tích cực hơn những năm trước đây. Ông Nguyễn Thanh Quang cho biết, một trong những vấn đề mà thành phố và cử tri Đà Nẵng hiện đang rất quan tâm là thiếu một số vị trí cán bộ chủ chốt. Đó là nút thắt mà Đà Nẵng không tự mình giải quyết được. Có điều cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, rất lo lắng. Đó là sự chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt, không có chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thiếu một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù đang tập trung khắc phục những khuyết điểm mắc phải trong thời gian qua và nỗ lực hết mình để có thể tiếp tục giữ đà tăng trưởng, phát triển tương xứng với sự phát triển chung của đất nước, nhưng một số nút thắt mà bản thân Đà Nẵng dù hết sức cố gắng cũng không giải quyết được. Phải trả theo đại biểu Nguyễn Thanh Quang, có 3 vấn đề lớn Đà Nẵng cần tháo gỡ, đó là vấn đề thu hồi số tiền 10% mà chính quyền Đà Nẵng đã giảm cho người dân và doanh nghiệp nộp đủ số tiền sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày, điều chỉnh lại thời hạn giao đất cho các doanh nghiệp, vấn đề trả nợ đất tái định cư của các hộ dân di dời giải tỏa và vấn đề bố trí kinh phí trả nợ vốn đầu tư xây dựng nút giao thông ngã ba Huế cho doanh nghiệp. Cụ thể, 1. Từ năm 2000 đến năm 2012, chính quyền Đà Nẵng có chủ trương nếu trong thời hạn 60 ngày mà người dân và doanh nghiệp được giao đất, nộp đủ số tiền thì được giảm 10% trên tổng số tiền phải nộp. Và trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định là lâu dài nếu nộp đủ tổng số tiền theo giá đất ở. Đến năm 2012, trong kết luận thanh tra chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, đồng thời yêu cầu Đà Nẵng phải thu hồi số tiền 10% đã giãn và điều chỉnh lại thời hạn giao đất cho các doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp cho rằng ai sai nấy chịu, sai ở đây là do chính quyền, do đó chính quyền phải chịu trách nhiệm, còn người dân và doanh nghiệp đã lùm đúng theo quy định của chính quyền. Vì vậy, kính đề nghị Quốc hội, chính phủ xem xét có cơ chế xử lý theo hướng chấp nhận cho người dân và doanh nghiệp không phải nộp thêm khoảng 10% tiền sử dụng đất và xem xét đến việc không điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu dài thành 50 năm. Về vấn đề trả nợ tiền đất của các hộ dân giải tỏa đền bù, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép người dân tiếp tục được nợ đất theo giá vàng như trước đây thêm một khoảng thời gian thay vì trả theo giá đất được nhà nước ban hành theo thời điểm mới nhất. Đồng thời, quan tâm sớm bố trí kinh phí trả nợ cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình nút giao thông ngã ba Huế, vì đây là công trình mà chính phủ và chính quyền địa phương khi ký kết với doanh nghiệp, cam kết sẽ thanh toán trong thời gian ngắn sau khi làm xong công trình. Nhưng đến nay, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng đã hơn 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành phố Đà Nẵng hiện đang khuyết nhiều chức danh cán bộ chủ chốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của thành phố. Đã gần 8 tháng, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Mặc dù đã cố gắng ổn định hoạt động để đáp ứng tâm nguyện của cử tri, song so với yêu cầu thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình lãnh đạo điều hành, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, thì đến nay cái cán bộ chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân còn khiếm khuyết một số vị trí. Với khối lượng công việc rất lớn hiện nay của thành phố và với cái yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, thì cái việc thiếu nguồn nhân lực này nó ảnh hưởng đến cái việc chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Phố Đà Nẵng của mình thì từ sau khi mà có cái kết luận 292
thì việc thực hiện xử lý đối với lãnh đạo của thành phố mà mình thấy là bây giờ là coi như sau cái xử lý rồi đến giờ này thì coi như là về phía bên hội đồng nhân dân thì chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân bây giờ là như là không còn nữa, bây giờ chỉ còn một đồng chí phó chủ tịch thường trực là coi như được giao tạm phụ trách, như vậy là rất là khó. Bây giờ là coi như là phụ trách mà coi như là chỉ có một anh thôi, còn phó cũng không có, cho nên là cái đó là cũng rất là khó xử lý. Bây giờ là ảnh là coi như là vừa là làm chủ tịch mà vừa làm phó chủ tịch cùng với các đồng chí ta thường trực, cho nên là có bao quát hết tất cả rồi, nói chung là cũng rất là khó xử lý các công việc. Hiện nay đã thẩm định nhiều cái dự án, nhiều chương trình của thành phố mà rất cần hội đồng nhân dân. Đà Nẵng đang trong quá trình phát triển, nhiều vấn đề nảy sinh cần phải giải quyết. Trong khi đó lại khuyết chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nhiều vấn đề mà đặt ra cho lĩnh vực phân công thì mình thấy là coi như là chủ tịch và các phó chủ tịch là chia nhau các cái nhiệm vụ của bốn phó chủ tịch đó để làm, thì mình nghĩ là cái đó là coi rất là đó. Trong lúc đó thì coi như một số sở ngành bây giờ nó cũng là coi như là cái cấp phó nó cũng còn thiếu nữa đó, cho nên là cũng giảm đi cái việc coi như là xử lý công việc giúp cho chủ tịch và cái giúp cho thường trực của thành ủy mà điều hành công việc này thì nó cũng không đáp ứng. Với tâm huyết vì sự phát triển chung của thành phố, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 sáng nay, ông Nguyễn Thanh Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, đã có bài phát biểu trước diễn đàn Quốc hội về những khó khăn của Đà Nẵng hiện nay, trong đó có công tác cán bộ. Khó khăn về công tác cán bộ cũng là nỗi trăn trở của cử tri Đà Nẵng. Hiện nay Đà Nẵng là thiếu một số vị trí rất là chủ chốt, như là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thì cái đó là nó là một cái hạn chế rất là lớn cho việc phát triển của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Thì đối với chúng tôi là cũng mong muốn là củng cố được càng sớm càng tốt cái bộ máy lãnh đạo của Đà Nẵng để ổn định kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Người đứng đầu đóng vai trò quyết định trong thành công hay thất bại của công việc. Kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt ở Đà Nẵng đang là yêu cầu bức thiết để thành phố có điều kiện đủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ Mười, quận Thanh Khê và một số vấn đề liên quan đến việc học viên các đề án của thành phố cử đi đào tạo đã nghỉ việc. Về việc bạo hành trẻ tại nhóm trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng làm chủ, lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết cơ sở này được cấp phép năm 2012 và điều chỉnh năm 2016. Đến nay đã rút giấy phép, đình chỉ cơ sở. Công an quận đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Đà Nẵng hiện có 210 trường mầm non và hơn 1.000 nhóm trẻ độc lập tư thục được cấp phép, trong đó có 404 nhóm dưới 7 trẻ, và trên thực tế vẫn có những nhóm trẻ tự phát. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2018 này, tức là khai giảng năm học mới các anh chị, thì tất cả các cơ sở mầm non, các cái nhóm trẻ độc lập tư thục muốn hoạt động ấy thì phải có cái bắt cái hệ thống camera giám sát. Ý thứ hai là cũng đề xuất để chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong cái việc tăng cường có cái quỹ đất và chúng ta phát triển các cái trường. Vì một cái trường mà mầm non công lập hay tư thục ra đời thì cả hàng loạt các cái nhóm trẻ này sẽ được thu hẹp lại. Liên quan đến triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở Nội vụ thành phố cho biết đến nay đã cử 616 người đi học theo đề án 922 và đã có 460 người được bố trí công tác. Từ năm 2004 đến nay có 93 học viên xin và được thành phố cho rút khỏi đề án. Có 47 học viên bị buộc ra khỏi đề án, trong đó có 19 trường hợp vi phạm quy định và thành phố đã thu hồi 89 tỷ đồng. Để không mất tài năng, thành phố đã có nhiều chính sách cụ thể. Coi như về phía Sở Nội vụ cũng đã có cái khảo sát, có cái nắm cái tâm tư học viên, rồi có một số cái vấn đề mà coi như học viên kiến nghị và cũng làm việc với các sở ngành để mà xử lý cái kiến nghị cho các em. Và đã chuẩn bị đầy đủ để mà chủ tịch Ủy ban thành phố gặp mặt học viên rồi. Mình vừa là có chính sách để làm thế nào đó mà học viên họ yên tâm họ làm việc. Nhưng cũng phải có một cái chính sách nữa. Tức là mình nói là chiêu hiền nhưng mà đãi sĩ, tức là cái người mà hiện nay đang làm việc. Sau quá trình triển khai, thành phố cũng đã có những điều chỉnh mới. Theo nghị quyết 107 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đang chuẩn bị ban hành quy định
thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công Đà Nẵng. Câu chuyện nhân tài xin nghỉ việc tại Đà Nẵng trở thành vấn đề nóng trên nhiều diễn đàn, thu hút sự quan tâm của dư luận như ngày qua. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ một chính sách nào đều cần sự kiểm chứng qua thực tiễn, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng trải qua 15 năm áp dụng cũng nên được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khách quan và trên tinh thần cầu thị. Tôi tên là Lê Hoàng Phúc. Từ năm 2005, tôi may mắn được thành phố phê duyệt là học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố và được cử đi học tại Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi tốt nghiệp, bản thân tôi được bố trí công tác tại Sở Nội vụ từ năm 2009 đến nay, thông qua các vị trí từ công tác quản lý văn thư lưu trữ tới cải cách hành chính, tới văn phòng sở, và hiện nay tôi được bố trí công tác tại Ban thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Hoàng Phúc chỉ là một trong số hơn 600 học viên tham gia đề án 922 của thành phố Đà Nẵng. Theo đề án này, thành phố hiện có 128 học viên được cử đi đào tạo bác sĩ, 368 học viên bậc đại học, 89 học viên bậc sau đại học. Đến nay, số lượng học viên đề án đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của thành phố là 380 người. Theo đánh giá thực tiễn, đa phần học viên đề án có khả năng tiếp cận công việc nhanh, hiệu quả công việc tốt do được đào tạo bài bản, năng động, có tư duy đổi mới, ý tưởng sáng tạo. Từ trước đến giờ thì trường chuyên Lê Đôn cũng tiếp nhận một số cái học viên đề án, và hiện nay các học viên đề án đó đã phát huy rất tốt cái vai trò của mình trong việc giảng dạy cũng như là nghiên cứu. Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, trong giai đoạn từ khi triển khai đề án vào năm 2004 đến năm 2013, số lượng học viên bị buộc ra khỏi đề án hoặc xin ra khỏi đề án là 29 người. Tình hình học viên xin ra khỏi đề án có xu hướng tăng từ năm 2014 đến nay. Cái đề án phát triển nguồn nhân lực của thành phố triển khai rất sớm, từ năm 2004 đến nay. Thì không phải đến hôm nay thì thành phố mới phải nhìn nhận. Thực ra là trong quá trình chúng ta triển khai thì trong mỗi quá trình chúng ta đều rút kinh nghiệm những cái làm được không làm được để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Từ đến tháng 5 năm 2018, có 93 học viên xin và được thành phố đồng ý cho rút khỏi đề án. 47 trường hợp bị buộc ra khỏi đề án do vi phạm quy định đề án vì nhiều lý do. Con số này chiếm khoảng 15% số lượng học viên tham gia đề án và tốt nghiệp, và dư luận bắt đầu nóng lên với con số này. Tuy nhiên, xét đến cùng, đây thực ra cũng chỉ là một thực tế rất bình thường, là phép thử tất yếu của thực tiễn đối với một chính sách đặc biệt, chính sách về con người, mà lại là nguồn nhân lực chất lượng cao mà chúng ta vẫn gọi nôm na là nhân tài một cách đầy trân trọng. Để mà làm việc được trong môi trường nhà nước như hiện nay đối với sinh viên đề án, thì bên cạnh kiến thức, bên cạnh kỹ năng, bên cạnh về ngoại ngữ, thì tôi nghĩ cần phải có 3 yếu tố, đó là nhận thức công việc đầy đủ. Thứ hai nữa là phải có trách nhiệm cao đối với công việc của mình đã chọn, cái hướng đi của mình đã chọn. Thứ ba đó là sự đam mê, sự nhiệt huyết trong công việc. Theo tôi là ở bất cứ một vị trí nào thì những học viên này khi không còn công tác ở thành phố nữa thì họ trước hết họ vẫn là công dân Đà Nẵng, công dân Việt Nam. Và dù công tác tại thành phố, trong nước hay ngoài nước thì những cái việc làm của họ, công tác nghiên cứu và học tập của họ vẫn có giá trị nhất định. Và thành phố khoan hãy đóng cánh cửa đó với họ và nên mở cho họ cánh cửa và tiếp tục gắn với những cái đội ngũ này. Câu chuyện đào tạo và sử dụng nhân tài ở Đà Nẵng vì thế vẫn cần tiếp tục có nhiều điều chỉnh, đổi mới trong chủ trương, chính sách thực hiện, cũng như sự đổi mới trong tư duy để tạo ra những đột phá mang tính chiến lược dài hạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ 10 trên địa bàn quận Thanh Khê gây bức xúc trong cộng đồng xã hội, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã ký văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của nhóm trẻ tư thục, kịp thời phát hiện tố giác sai phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án bạo hành trẻ em xảy ra ở nhóm trẻ tư thục Mẹ 10 theo Điều 140 Bộ Luật Hình sự. Cảnh sát đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng, 46 tuổi, chủ nhóm trẻ Mẹ 10.